Dạ vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Thép. Rất là vui mừng hôm nay cửa hàng em xin giới thiệu với các bác một lô vang cơ lai số. Lô vang cơ này nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là cực kỳ là dễ sử dụng. Nó dễ sử dụng phải nói rằng là tương đương với vang cơ. Phải nói là thế, rất dễ sử dụng các bác. Thì trong cái video này em sẽ giới thiệu với các bác hai phần. Phần thứ nhất là em giới thiệu về những chức năng của con vang này và giới thiệu về cách chúng ta sử dụng. Phần thứ hai là em sẽ test thử cái chất âm này của con vang này luôn cho các bác chúng ta trải nghiệm. Thì tuy nhiên là cái phần test chất âm thì em chỉ test bằng mic thôi và sẽ không hát để tránh bản quyền. Đấy. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái lô vang này. Thương hiệu X Audio, model của nó là M3000, dòng vang nội địa của Trung Quốc. Phải nói rộng hơn một chút là 100% dòng vang số hiện nay trên thị trường nó là xuất xứ từ Trung Quốc, và ngoài ra không có nước nào khác ngoài Trung Quốc, cho nên mà cái câu nói là nội địa Trung Quốc thì nó thực ra nó là thừa. Thì rằng tất cả những cái vang, dù vang xịn như cái vang này bây giờ đang bán này, nó cũng là Trung Quốc. Thực ra đấy, nó nhiều tiền hay ít tiền nó đều là Trung Quốc. Thì con vang này là có thương hiệu là X Audio nha. Đấy, X Audio. Đấy. X Audio đây là model của nó là M3000. Đấy. Vang này thì nó có hai màu, một loại màu xanh như thế này và một loại là màu đen. Màu đen thì nó có mấy con đấy ạ. Đây. Đấy, giống nhau hết nhá. Đấy. Thì con vang này rất dễ sử dụng. Bây giờ em sẽ giới thiệu những cái chức năng của nó cho các bác xem nhá. Đây các bác nha, về phía sau của nó này chúng ta sẽ thấy rằng đây là có hai cái cổng tín hiệu vào AUX1 và AUX2. Chúng ta có thể cắm bất kỳ một trong hai lỗ này, cứ cái đỏ với cái trắng là được các bác nhá. Đấy, và khi mà chúng ta chuyển ấy thì chúng ta chỉ việc ấn cái nút ở đây. Đấy, chuyển đây AUX1 này. Đấy, và AUX2 là chuyển cái này là để chuyển tín hiệu ở đây. Về phía sau đây nó sẽ có mấy cái cổng súp như sau. Đây chúng ta sẽ thấy là đây là cái cổng súp này. Súp đây, cắm đây là để ra súp. Súp thì nó sẽ có cái phần này. Thứ nhất là cái phần này là cắt tần số thấp. Đấy, cắt tần số thấp thì chúng ta cắt vặn lên khoảng 40 Hz. Chúng ta đây là cái nút bên cạnh này là cắt tần số cao của súp nhá. Đấy. Và cái này là ATT tức là cái tỷ số nén này. Và cái này là tiếng volume to nhỏ của cổng súp nhá. Đây là cái nút này. Đấy. Bên này thì sẽ có hai cái nút led và light, hai cái này để chúng ta cắm xuống cục vang này hoặc là cắm xuống âm ly này. Đấy là lấy tín hiệu ấy. Thì ở đây nó cũng có cái này là cắt tần số thấp này, cắt tần số cao này. Thì có hai cổng này, thì cái cổng này là cắt tần số thấp thì chúng ta cắt tới tầm khoảng 40 Hz, 40 đến 50 Hz, 45 Hz. Cắt tần số cao thì chúng ta cứ cắt lên khoảng cho hết cỡ thì cũng được là 20k. Con này nó cắt lên 30k thôi. 30k chúng ta chỉ để tầm 20k thôi nhé. Đây cái nút này để vặn lên 20k. Cái phần đây là phần trộn, tức là các bác muốn lấy phần mic không này chúng ta vặn nhạc nhỏ lại, mà muốn nhạc không này chúng ta tắt mic đi. Riêng cái này khi mà cài thì em để hết cỡ cho các bác cả mic cả nhạc, tức là cái cổng này là chúng ta sẽ có cả nhạc cả mic nhé. Đấy. Cái cổng này là cổng center thì nó đây nó chỉ có là phần nhạc. Đây cái chúng ta có thể chỉnh hai nút này. Là chúng ta lấy đây là phần nhạc này, lấy phần mic này thì nó tương tự như hai cái nút này. Chúng ta muốn lấy nhạc không thì chúng ta vặn nhạc lên, mà muốn lấy mic không chúng ta vặn mic lên. Đấy, còn đây là ba cái nút mic 1, mic 2, mic 3 là ba cái lỗ mic to nhỏ đây. Ba cái lỗ này thì nó sẽ đây, ba lỗ này nhé, thì nó sẽ đấu song song với lại đây. Đấy, trước hay sau đều giống nhau các bác nhé. Đây là phía sau, còn phía trước của nó thì rất dễ thôi. Phía trước nó có ba cái nút tổng ở đây. Nút này là nút bên này là nút to nhỏ này, to nhỏ này là bằng cơ nhá. Vặn lên đến 5 giờ để hết cỡ này, to nhỏ. Nút này là nút to nhỏ của mic. Đấy. Đấy. Còn nút này là nút cài đặt. Nút cài này là nút vô cực, vặn là nó chỉ xoay tròn thôi. Đấy. Cái này là vô cực. Và cái này là có tác dụng là chúng ta chỉ có tác dụng là khi cài đặt thôi. Đấy, nhấn vào để cài đặt đấy. Ở đây thì nó có phần mic EQ, phần music EQ. Rất chi là tiện cho chúng ta. Thì ở đây là nó có cái là gain, tức là biên độ, độ lớn của cái tần số. Còn đây là chữ P, F, R, EQ. Đây là nó có cả ba cái EQ này và chúng ta sẽ chỉnh.
Các bác muốn chỉnh bát thì chúng ta vặn cái tần số đây. Ở đây là 300 đến 250 này, chúng ta vặn nó về đến khoảng hơn 100 gì đấy. Và chúng ta tăng bát lên. Đấy. Cái này là do chúng ta thay đổi được nhá. Đấy, tăng bát lên, người ta muốn tăng tép không thì chúng ta lại tăng cái phần này lên. Vặn lên tầm khoảng 10k đấy, cái phần này là phần tép này. Đây là bát đi, chung này. Bát chung tép, hay nói như thế. Đây là phần chung. Chúng ta muốn tăng ở nơi cái giải nào đây chúng ta sẽ vặn cái nút này về cái giải đó. Thì cái này nó chúng ta sẽ biết rằng là cứ muốn tăng bát thì chúng ta vặn nó về đây là từ 10 từ 30 đến 250 hạt thì chúng ta cứ đưa lên khoảng tăng bát thì nó khơi khoảng 7 8 90 hạt 100 hạt thì chúng ta vặn cái này lên là tăng bát. Thì cái này cũng thế, tức là chúng ta sẽ chỉnh là bát trung cấp. Phần mix đây thì nó cũng thế. Đây là phần nhạc. Đấy, phần nhạc đây thì nó mặc định luôn này. Đây là phần bát này, phần trung, phần tép của nhạc. Ở chỗ đây là chúng ta ba cái nút này để chúng ta chỉnh bát trung tép của nhạc. Còn cái đây là phần effect, là phần vang nhại. Phần vang nhại của nó. Vang nhại đấy. Thì cái này chúng ta để khoảng 1 2 giờ tùy chúng ta chỉnh nhá. Muốn nhiều thì chúng ta vặn hết cỡ lên là 5 giờ. Còn nếu như không muốn chúng ta để khoảng 1 giờ. Em thấy là bình thường em cài để khoảng 1 giờ là ok. Đấy, còn cái ba nút này thì tùy to nhỏ chúng ta dùng thôi. Đây. Muốn dùng đến bao nhiêu chúng ta vặn đến bấy nhiêu thôi. Rất là đơn giản. Còn về cài đặt, nên cài đặt phần eco thì nó rất dễ. Đây có cái nút này thôi này. Chúng ta chỉ việc nhận vào và chúng ta vặn này, chúng ta nhận vào này. Echo delay này. Đấy, chúng ta vặn lên. Để như bình thường em để khoảng 201. Đấy, vặn cái này vặn và xoay thôi. Nhấn một cái nữa thì nó chẳng là echo repeat là ngân dài ngân ngắn ấy. Thì em cứ để khoảng 59 60 rồi đấy. Giờ tiếp theo đây là revert time. Thì cái này vặn lên khoảng 2 giây rưỡi. 2,5 giây đấy. Rồi, dì vợt vôn tức là độ lớn của dì vợt thì tùy thôi các bác, thích nhiều dì vợt thì chúng ta vặn cái này nhiều lên. Bình thường em thích em để khoảng 15 thôi. Đấy. Eco vôn thì chúng ta muốn nhiều nhại, đây là phần nhại nhé. Thì chúng ta vặn cao lên thế thôi. Rồi, nó lại quay cái này là khóa, cái phần này nhớ lưu ý và để 00 nhá. Nếu chúng ta để 1 thì lúc khi mà chúng ta vặn phải nhớ số 1 và chúng ta sẽ vấn đề mới mở được. Để không là không khóa. Rồi, audio đấy nó lại quay lại từ đầu thôi. Rồi, có thế thôi. Có mấy cái thông số nữa thôi. Để em đến lại nhá, 1 này. Một thông số này, 2 thông số này, 3 thông số này, 4 thông số này, 5 thông số. Có 5 cái thông số để chúng ta cần nhập thôi. Rất chỉ là đơn giản, ai cũng dùng được. Và các bác xem video này các bác có thể chỉnh lại được ha. Rất chỉ là đơn giản. Và bây giờ em sẽ thử cho các bác nghe chất âm của nó nhá. À, bây giờ em sẽ thử cái chất âm của nó cho các bác nghe nha. Các bác thông cảm em một chút vì yếu tố bản quyền cho nên mà em sẽ không test nhạc và không test hát. Em sẽ thử cái tiếng micro. Thì các bác sẽ cảm nhận cho em ba cái điều như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ cho nghe cái tiếng echo, tiếng reverb. Thứ hai là độ sạch của tiếng. Và thứ ba là độ sáng của tiếng. Thì chúng ta sẽ nghe ba cái yếu tố đó để chúng ta quyết định rằng là cái mic này, cái vang này có đáng mua hay không. Thì bây giờ em sẽ alo thử cho các bác nghe nhé. Lên 1 2, lên 1 2 3 4 5 6, lên 1 2, 1 2 2, tình yêu như đó. Lên đấy thì em sẽ test sơ bộ như thế thôi, tại vì là chủ yếu là thử cái tiếng mic và các bác chỉ cần nghe cái tiếng mic là biết rằng là vang hay không. Nghe cái tiếng lê, tiếng alo đấy, và cảm nhận. Nếu còn bây giờ mà hát ra thì nó nhiều khi là nó vấn đề bản quyền mà rất dễ bị đánh bản quyền, cho nên mà em xin phép các bác là em không hát các bác nhá. Đấy, em thử lại một lần nữa nhá. Lên 1 2 1 2 2, lên đấy. Thì cái dòng vang này thì nói thật với các bác là giá cực kỳ là hợp lý và rất rất là hay. Em khẳng định với các bác là hay hơn rất rất nhiều so với những cái dòng vang cơ mà các bác đang dùng trên thị trường, những cái dòng vang cơ mới. Vì những cái dòng vang đó thực sự là không thể so sánh được với dòng vang này. Không bao giờ so sánh được, em khẳng định với các bác luôn. Vì những cái dòng vang cơ các bác đang dùng đa số là nó không có gì vợt. Không có gì vợt, nó chỉ có mình vang chúng ta hát rất chỉ là đuối. Nếu như chúng ta dùng âm ly thì không có, âm ly thì không thể so sánh được với nó rồi. Âm ly, tại vì âm ly nó lại còn kém hơn. Đấy. Cho nên mà những cái dòng vang này em khẳng định với các bác là rất hay, hay phải nói là cực kỳ là hay luôn. Đấy. Về giá. Giá thì cái vấn đề có lẽ các bác đang xem thì em để cho các bác cái giá một con vang cơ lai số cực kỳ là tốt.
Giá của em bán cho các bác sẽ là 1.700.000 đồng một con các bác nhé, 1.700.000 đồng một con. Và vang này cũng sẽ bao hay cho các bác. Trước khi gửi cho các bác thì em sẽ cài đặt và em sẽ test sẵn về các bác cắm vào các bác dùng. Nhắc lại các bác là vang này áp dụng chính sách bao hay cho các bác nhé. Về các bác được test hàng, được kiểm tra hàng mới thanh toán, nếu không ưng thì hoàn lại hàng cho bên em, không cần phải nhận hàng và không mất một chi phí gì cả nhé. Đây các bác nhé, không phải mất một chi phí nào khi các bác không nhận hàng. Cho nên mà dòng vang này sẽ nói lại các bác là bán bao hay, và các bác mua không cần phải đặt cọc, chỉ cần liên hệ với cửa hàng em. Alo, tôi cần một cái vang như thế này này này, rồi em sẽ gửi cho các bác đến tận nhà các bác, và các bác chỉ việc lắp vào thử. Đấy các bác nhé. Và một điều kiện thứ hai nữa là vang này sẽ bảo hành cho các bác trong vòng một tháng các bác nhé, hết bảo hành là sửa chữa tinh phí. Một cái điều thứ ba nói rằng là vang này, nhắc lại các bác là không áp dụng chính sách đổi trả, vì em đã áp dụng chính sách bao hay cho các bác rồi, cho nên mà các bác hài lòng thì các bác nhận, chứ tránh trường hợp các bác dùng là các bác lại thấy em sau em lại lô là cái vang khác về, các bác lại muốn nâng cấp, muốn đổi gió, muốn nó hóng hớt thêm cảm giác mới tí, các bác lại gại em đổi, mà khi em không nhận đồng ý đổi cho các bác thì nó rất chi là khó. Mà khi mà nhận nó là vì là các bác biết rồi, bên em bán đấy nó chủ yếu là nó vang là nó theo đợt, theo lô, hết lô là xong, không có bán lại nữa. Cho nên mà khi các nhận lại một cái vang của các bác cực kỳ là khó bán, và để nó gọi là hàng tồn, hàng gọi là hàng tồn lại, khó bán, không thể bán được. Cho nên mà các bác cân nhắc cho em nhé, em nói thẳng luôn để đỡ phải mất lòng các bác sau này. Cho nên mà các bác về test hay thì các bác nhận, không hay thì các bác hoàn lại cho bên em, không cần các bác phải rằng là cọc chiếc gì nhá, các bác yên tâm nhá. Đấy, cho nên mà, và do đã áp dụng chính sách bao hay thì không có áp dụng chính sách đổi trả. Đấy, cho nên mà các bác yên tâm nhá. Xin cảm ơn tất cả các bác nhá.